Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé. Họ bị tố lừa đảo liên lan được em gái Vân Văn Long gửi tiền đô. Vừa qua thông tin ba mẹ Vân Văn Long tung bằng chứng tố liên lan giả mạo nhân thân, nghi ngờ thân phận của con gái Helen đã làm cộng đồng mạng xôn xao. Về phía Liên Lan, cô nàng lên tiếng bày tỏ sự bức xúc và từ chối nhận tiền phúng điếu. Ngoài ra, Liên Lan không muốn nhắc đến chuyện thông tin cá nhân. Dù từ chối nhận tiền phúng điếu nhưng Liên Lan vẫn nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ bạn và đồng nghiệp của cố nghệ sĩ Vân Văn Long. Trong một clip mới nhất trên YouTube, Liên Lan chia sẻ cô nhận được số tiền 1.000 đô, hơn 23 triệu đồng gửi tặng từ Kevin Trần, em gái kết nghĩa với Vân Văn Long. Được biết số tiền trên được gửi để Liên Lan nuôi dưỡng bé Helen. Liên Lan gửi lời đến Kevin Trần, em cảm ơn anh Tony ở Mỹ, gửi cho em 200 đô, Kevin Trần gửi 1.000 đô. Trong đoạn clip, Liên Lan còn liên tiếp bảo bé Helen gửi lời cảm ơn đến người em kết nghĩa của chồng quá cố. Ngày trước, Kevin Trần từng đọc tin nhắn Liên Lan chữa Vân Văn Long nên có suy nghĩ không hay về cô nàng. Tuy nhiên sau thời gian tìm hiểu mọi chuyện kỹ càng, Kevin Trần đã thay đổi 360 độ, cư xử tốt với Liên Lan hơn. Chị đã công tâm, bỏ công ra đi tìm hiểu và biết thêm nhiều về em nên đã thương em. Em rất cảm ơn tấm lòng của chị, vợ hai Vân Văn Long bộc bạch. Bên cạnh đó, Liên Lan cũng đã chia sẻ đoạn clip nhận tiền trên trang cá nhân. Kevin Trần liền bình luận đầy quan tâm, hai mẹ con cứ yên tâm là cô Kevin sẽ thay mặt ba Long luôn yêu thương hai mẹ con rất nhiều. Động thái của hai nhân vật này quả thực khiến cộng đồng mạng khó hiểu. Trong khi bố mẹ Vân Văn Long tố Liên Lan giả mạo danh tính thì cô em kết nghĩa của cố nghệ sĩ lại đứng về phía Liên Lan, còn tỏ ra vô cùng thân thiết. Kevin Trần chính là người gửi vali đồ đạc của cố nghệ sĩ Vân Văn Long về Việt Nam. Hơn thế, nữ ca sĩ cũng đã xảy ra mâu thuẫn với chị kết nghĩa của Vân Văn Long là Mimi. Cô tố Mimi không chịu chi tiền phúng điếu ở Mỹ của cố nghệ sĩ theo như kế hoạch đề ra. Dù được Kevin Trần ủng hộ, nhưng hiện Liên Lan còn phải đối mặt với rắc rối từ phía gia đình Vân Văn Long. Lùm xùm giữa hai bên chưa có dấu hiệu dừng lại hay sự tình sẽ sớm được làm rõ. Cuộc sống của mẹ con Liên Lan sau khi bị bố mẹ Vân Văn Long công bố danh tính thực sự. Sau khi cha mẹ Vân Văn Long đăng tải thông tin về nhân thân thực sự của Liên Lan, người đẹp này cũng công nhận cô chính là Ngô Thị Trúc Ly. Liên Lan cho hay cô sử dụng tên Phan Thị Ngọc Nhi là do không muốn bị soi mói về việc mình cô mang họ Ngô, trong khi các chị em khác họ Phan. Bản thân Liên Lan cũng công khai một số chuyện khác liên quan đến chuyện đời nần của Vân Văn Long với mẹ ruột của cô. Sau nhiều lần ồn ào, Liên Lan khẳng định cô muốn tập trung lo cho con gái và bản thân thay vì vướng vào những ồn ào kiện tụng tiền bạc như trước đây. Sau tuyên bố này, Liên Lan vui vẻ đăng tải clip cô và bé Helen đi chơi ở trung tâm thương mại. Con gái của Liên Lan tỏ ra rất đáng yêu, ngộ nghĩnh. Chia sẻ về clip này, Liên Lan không nhắc bất cứ lời nào về những lùm xùm đã qua. Cô bày tỏ tình yêu với con gái, hạnh phúc của mẹ gọi tắt là con, niềm tin của mẹ gọi tắt là con, cuộc sống của mẹ gọi tắt là con. Khi những cư dân mạng khác bày tỏ yêu mến và khen ngợi bé Helen, Liên Lan đều vui vẻ comment lại. Trước đó, khi Liên Lan công bố danh tính thật và những chuyện liên quan đến đền ẩn của Vân Văn Long, nữ ca sĩ Kevin Trần đã lên tiếng ủng hộ cô. Kevin Trần thẳng thắn cho biết trước đây cô không hề thích Liên Lan, nhưng sau những ồn ào vừa qua, nữ ca sĩ đã hiểu và yêu quý Liên Lan hơn. Dù tên em là gì cũng không quan trọng, cái quan trọng nhất là tình cảm yêu thương mà anh Long đã công khai dành cho em trước truyền thông và tất cả mọi người. Trước đây chị đã từng không thích em, nhưng càng tìm hiểu thêm về em thì chị càng đồng cảm với em, nên từ ghét trở thành thương. Con của anh Long và em cũng là cháu của chị, cho nên em cứ tin là chị sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để cùng em bảo vệ huyết thống cho bé Helen. Đáp lại, Liên Lan cũng khẳng định rằng cô sẽ không tiếp tục nhịn nhục, sẽ làm mọi việc để bảo vệ con gái út của Vân Văn Long. Em sẽ mạnh mẽ bảo vệ con gái út của anh Long và em, cho dù bất cứ chuyện gì em không nhịn nhục nữa. Em sẽ bảo vệ giọt máu cuối cùng của anh Long và em, cố gắng mạnh mẽ lo cho Helen, nơi người để anh Long luôn tự hào về em và Helen, như lúc anh còn trên đời này.